Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các anh về tử vi vận hạn của năm Tân Sửu năm 2021 cũng như những vận trình của những tháng còn lại của năm Tân Sửu. Một cái năm mà các anh gọi là mới vừa trải qua cái năm Canh Tý, một năm gọi là trực Thái Tuế với nhiều cái sự xung khắc, kéo đến cái năm Tân Sửu lại là năm chịu lục hại ở trong phần địa chi, gia đạo tình cảm cũng không có mấy cái sự tốt đẹp, lại vướng cái hung tinh thổ tú, một trong những cái phá tinh đem đến nhiều cái chuyện rối ren và những cái tai nạn bất ngờ. Thì để mà có được những cái rõ ràng thì chúng ta phải tổng kết lại mọi thứ, chia sẻ cho các anh để mà các anh có ứng dụng vào cuộc sống. Em rất xin lỗi vì cái video này đến mãi tới đầu tháng 5 này thì em mới làm và chia sẻ đến với mọi người, vì mọi người cũng biết thì năm nay em hơi bận sau những cái việc nào là phải tu cúng cầu an giải hạn đầu năm, rồi quá trình đi năm nay thì em đi xem phong thủy nhiều hơn, xếp đặt phong thủy nhiều hơn, cho nên là không có đủ cái thời gian mà làm tất cả các tuổi như mọi năm. Thì thôi, trong cái giai đoạn dịch bệnh này, bế quan tỏ cản ở nhà, thì em sẽ tranh thủ làm những cái tuổi mà còn thiếu để gửi đến các anh các chị. Hy vọng rằng các anh các chị vẫn tiếp tục ủng hộ cái kênh Tử Vi và Cuộc Sống của em để mà nó đón nhận những cái thông tin về tử vi chia sẻ hàng năm để mà ứng dụng vào cuộc sống. Rồi, đầu tiên hết á, là những người mà tuổi Bính Ngọ là những người phải sinh từ ngày 21 tháng 1 năm 1966 cho đến ngày 8 tháng 2 năm 1967, thì những người này sẽ chịu sự chi phối của cái bản mệnh của cái tử vi người Bính Ngọ. Tuy nhiên tùy, có người thì ví dụ như sinh vào ngày 15, trước ngày 15 tháng 1 á, thì người Ất Tỵ vẫn còn ở trong cái vận mệnh của mình nhiều. Sự chi phối của cái tử vi người Ất Tỵ vẫn còn, tức là thiên tính của người Ất Tỵ. Thì những người mà sinh đầu năm á, thì người tuổi Ngọ thì hơi ích kỷ một tí xíu, do họ vẫn còn cái thiên tính của người tuổi Tỵ và nóng nảy, cục xúc. Còn ngược lại thì những người sinh vượt qua được cái tháng 5, tức từ tháng 6 trở đi, thì nhẹ nhàng hơn, biết cương nhu đối xử, là một trong những người biết dụng nhân tâm. Đó là cái sự đặc biệt của người Bính Ngọ. Người Bính Ngọ thì không mấy người làm được việc ác, vì là người Ngọ, người ta nói dần Ngọ Tuất là cái bộ mà gọi là hỏa cục, cho nên là thường là trực tính, ít có người mà lương lẹo ở trong cái tuổi này, chỉ là hơi nóng tính do là người mệnh thủy mà đại khê thủy mà ào một cái rồi hết ha. Người Bính Ngọ thì là những người chịu thương chịu khó, tuy nhiên lại là không mấy thuận lợi ở trong công việc làm ăn. Người Bính Ngọ đa phần là những người khá là kiệm lời, dứt khoát, đặc biệt là các anh ăn. Rồi, với cái người mà mệnh thiên hà thủy của các anh gặp cái năm là năm Tân Sửu là một năm thổ, là tương khắc thổ khắc thủy, đây là hình thái xấu, chủ về khó khăn trong cái bộ mạng và sức khỏe. Đặc biệt là khi mà cái bộ mạng bị năm tương khắc như thế này thì phúc tinh tài tinh ở trong tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn hay bị mất tác dụng, cho nên phá và bại tinh sẽ hoành hành. Đặc biệt năm nay người nam mạng của Bính Ngọ lại dướng sao thổ tú, một trong những cái hung tinh hành thổ, chủ về nhiều chuyện rối ren và đề phòng cái tai nạn bất ngờ. Hạn của năm là hạn ngũ mộ, hạn này chủ yếu tác động trên phương diện tài lộc, chủ về hao tiền mất của là chính chứ không có phải ảnh hưởng về bổn mạng. Người ta nói ngũ mộ là tiểu hạn, không có tốt, nhất là về cái việc mà mất tiền mất của một cách mà không có biết tại sao. Cho nên là nếu mà gặp một năm hạn ngũ mộ cộng với lại sao chủ xấu, năm là năm nhị hại, thì rõ ràng là không nên đầu tư những cái bất động sản, những cái món đồ mà không rõ nguồn gốc, không giấy tờ, sẽ dễ mất trắng.
không nên tin người lạ, dễ bị điều tiếng, lừa gạt và mất của. Vận niên là vận niên xấu khi vận niên là Trư Phùng Hỏa. Đây là vận niên xấu, chủ về thị phi, cẩn thận trên mọi phương diện. Trư Phùng Hỏa, hình tượng của nó là sao? Như là một cái con heo á, nằm ở trên lửa. À, rồi người ta gọi là lợn quay á. À, đây là vận niên mang điềm báo, chủ về thiệt thân. Làm việc gì năm nay mà có chủ ý giúp đỡ ai thì không được người ta cảm ơn, còn bị thiệt cái này mất cái kia, rồi xong là ẩm tức. Cho nên là thôi, năm nay là năm không nên giúp đỡ người khác nếu như mà cảm thấy cái việc đó nó có chút rắc rối ha. À, nếu năm một năm như thế này nè mà thấy có cái cơ hội làm ăn thì đừng có ham hố mà chập liền, phải nhìn trước ngó sau, cẩn trọng mọi điều nếu không muốn mất mạng. Đây là một năm xét về cái hạn mạng là không tốt đẹp. Rồi, thiên can thì lại được thuận thành khi chữ bính của bính ngọ sẽ hợp với chữ tân của tân sửu. Thiên can thuộc ngũ hợp, chủ về may mắn trong công việc cũ, nhiều hanh thông ở những cái việc mà mình đã làm. Hoặc đây là một năm có thể nói như thế này, với cái sự thuận thành của thiên can là có thể cái công việc của cái năm Canh Tý năm 2020 bế tắc và không có gì hết, thì qua năm nay gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối mà mọi chuyện nó tốt đẹp hơn. Địa chi là không tốt đẹp như đã nói, khi ngọ và sửu là cặp địa chi lục phạm lục hại, chủ về gia đạo không tốt đẹp, tình cảm có nhiều khó khăn. Đó là nhìn chung cái tử vi bên ngoài. Bây giờ mình xét coi tỏ cung tiểu vận, tỏ cung tiểu hạn có tốt hơn tí nào không. Nhìn ở đây, tỏ cung tiểu vận thì có các sao đại hao, trực phù, suy, đi trước lưu niên văn tinh. Đây là đại hao là biết rồi ha. Có đại hao ở trong mệnh thì đây là một năm tiền nó sẽ đi ra nhiều, hao tốn, gặp trực phù nữa là đi ra thẳng mặt, làm mà thậm chí là việc cũ nó cũng gây ra khó khăn, hao tốn chứ đừng nói là việc mới. Suy đi trước lưu niên văn tinh, đây là một năm tính ra là cái vận hạn của bản mệnh không tốt đẹp. Rõ ràng đây là một trong những cái tọa cung tiểu vận khá là xấu, phi suy hao tài lộc. Tuy nhiên ở trong cái tọa cung tiểu vận này thì không thấy cái việc về sức khỏe. Tọa cung tiểu hạn tức là cung xung chiếu, ở một cái sổ sách viết như vậy thì là tiểu hao, thiên trù, tử phù, thiên việt, đạo hoa, nghiệp đức. Đây là tiểu hao, sẽ có hao tốn ở trong, có thể là có bạn bè hoặc là đào hoa nghiệp đức này, là hoặc là cái mối giao tình tốt đẹp sẽ gây cho mình cái sự tốn kém, có thể là mình phải giúp đỡ người khác hoặc là mình bị người ta mượn tiền rồi xong người ta không trả, tùy vào cái tuổi, cái ngày tháng năm sinh giờ sinh mà cái phúc phần mà để mình bị cái gì. Tử phù, thiên trù, tử phù, tiểu hao đi trước thiên trù. Thiên trù là món ăn. Cũng có thể là ở nhà phải có tiệc tùng gì đó mà mình phải hao tốn, tử phù dưỡng, thiên việt, đào hoa. Cũng có thể là nhà phải tổ chức cưới sinh gì đó và gây ra hao tốn, cũng có thể hiểu được như vậy ha. Rồi tiếp tục là cung nhị hợp, tức là cung về những cái đối tác hoặc là công việc làm ăn, những cái người mối quan hệ bên ngoài xã hội, thì nó có đế vượng phá toái, đế vượng phá toái thái tuế, lại hoa cái cách được đi sau thái tuế, được đi sau hoa cái. Như vậy thì cung nhị hợp đế vượng, tức là nếu mà những người mà làm con đường quan vận, làm trong cơ quan hãng xưởng, tức là quan chức quan lộc, cung quan lộc của mình năm nay dễ bị phá toái khi đi trước thái tuế như thế này, là dễ bị người khác gây phá hoại, gây khó khăn, đặc biệt là những người ở dưới, từng là thân tín ở dưới tay mình. Quan lộc dễ bị tiểu nhân phá toái. Còn công việc làm ăn á, thì không có thuận thành, gặp cái sự cạnh tranh không lành mạnh hoặc là chơi xấu, cho nên cẩn thận trong cái việc ký tá giấy tờ khi thái tuế đi trước hoa cái. Những cái gì mà xin mới ở trong năm nay dễ gặp trục trặc, đặc biệt là các anh nếu muốn mua đất, mua nhà, mua gì trong năm nay thì cần cẩn trọng nhiều một chút xíu. Còn cung tam hợp thì có các sao Đà La, Thiên Hỷ, Mộc Dục, Thiếu Âm,
Đà La Thiên Hỷ Mộc Dục Thiếu Âm. Đây là một cái bộ sao khá tốt trong những cái việc mà đem đến tin vui ở trong gia đạo. Tuy nhiên bị tuần triền án nữ ở phía sau, cho nên là cái chuyện vui này nó cũng chỉ nhỏ thôi chứ không có lớn lao gì ha. Đó là tỏ cùng tiểu vận của các anh. Nhìn chung ở trong cái sao hạn vận niên thiên can địa chi cộng với tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn, cung xung chiếu, cung nhị hợp và cung tam hợp thì phần xấu nhiều hơn là phần tốt, cũng dễ hiểu thôi. Điều gì các anh mới vừa trải qua năm Canh Tý năm 2020, năm mà gọi là bị trực thái tuế, năm hạn 55 tuổi à, rơi sâu xuống như vậy, nhiều khó khăn thì không thể nào năm 2021 này nhảy cái bạc lên để được lên đỉnh cao được, mà là phải hết rớt tới đáy rồi phải bò từ từ. Thì năm nay chỉ là một năm bò từ từ, tốt hơn cái năm Canh Tý năm 2020 thôi, chứ không phải là một năm tốt đẹp hẳn, có nhiều điều thuận thành, cho nên đừng có quá mong cầu gì ở trong cái năm như thế này. Bây giờ là cái vận hạn của những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Tại vì từ đầu năm tới bây giờ là đã trải qua tới đầu tháng 4 rồi, bên đầu tháng 5 rồi, mà nói lại những tháng kia thì nó cũng không hay. Có người thì trùng hợp trúng hết thì khen em trúng, có người thì nói em nói tào lao bất công. Thôi bây giờ mình cứ vận vào những cái tháng còn lại để các anh các chị, đặc biệt là các anh biết được cái xấu tốt của nó theo cái vận trình địa chi ra sao, thiên can ra sao, mạng ra sao, để mà ứng dụng có được một cái năm tuy có cái vẻ bên ngoài cũng nội tại xấu, nhưng mà chúng ta biết vận mình xấu, mình kiếm thiệt nhỏ, mình kiếm đồng nhỏ thì nó vẫn là có tiền là được, đúng không? Rồi, tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Giáp Ngọ. Đây là ngày hôm nay hình như là mùng 3, mùng 4 gì rồi. Quên, đây mùng 7 rồi. Thì tháng Giáp Ngọ là kim. Còn người mà bính ngọ là mệnh thủy, cho nên như vậy xét về trụ mệnh thì kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh sẽ được phát huy tác dụng thuận lợi nhiều. Thiên can giáp bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Giáp nạp âm ngũ hành là mộc, bính là hỏa, cho nên đây là nạp âm ngũ hành được tương sinh. Có thể đây là tháng có tài lộc nhưng không quá lớn, các anh cũng đừng có mong cầu gì nhiều. Tuy nhiên địa chi thì lại không tốt đẹp khi tháng là tháng ngọ, mình là tuổi ngọ. Người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, cẩn trọng việc không vui trong gia đạo và các mối quan hệ bạn bè nhỏ. Đặc biệt là các anh, các chị mà sinh vào cái tháng ngọ luôn, tức là sinh vào tháng 5 âm lịch hoặc tháng 8 âm lịch của năm 66 thì rất dễ gặp chuyện không vui ở trong cái năm cái tháng 5 của năm Tân Sửu này. Một cái năm mà địa chi thập lục hại ở cả năm, và gặp một cái năm vào tháng tuổi nữa thì chắc khó tránh khỏi chuyện buồn phiền trong gia đạo tình cảm. Tiếp tục là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Ất Mùi, tiếp tục là một tháng kim. Như vậy xét về trụ mạng là kim sinh thủy của tháng, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh được thuận lợi cũng giống như tháng 5. Thiên can cũng vậy, giống như tháng 5 khi Ất bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng về mặt tử vi. Giáp Ất thì thuộc mộc, bính đinh thì thuộc hỏa, cho nên đây là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh. Tháng này rất dễ có tài lộc, đặc biệt là tài lộc lớn. Vì sao? Vì tháng này địa chi lại là địa chi lục hợp. Khi Mùi và Ngọ là một cái nhóm địa chi lục hợp, nó không, khi mà gặp địa chi lục hợp đó, thì gia đạo tình cảm tốt đẹp, vui vẻ là một cái chuyện bình thường rồi. Nó còn dễ gặp quý nhân, gặp bạn bè giúp đỡ trong cái công việc làm ăn bị khó khăn hoặc là bị bê trễ, bế tắc. Đó là cái điều mà rất là tốt cho người bính ngọ. Tháng 6 có thể là xấu đối với rất nhiều tuổi, đặc biệt là tuổi Sửu Mùi, thần tuất nhưng đối với người tuổi bính ngọ lại là một tháng tốt ha. Tiếp tục là tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng bính thân. Tháng bính thân là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh, thủy của bổn mạng sẽ khắc hỏa của tháng, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, đặc biệt là những cái tai nạn nhẹ đối với người bính ngọ, nam mạng.
Thiên can bính đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cho nên tháng 7 tuy là tháng cô hồn, tháng gì gì đó của người Phật giáo, nhưng mà xá tội gông nhân, cũng có thể là tháng vu lan báo hiếu gì đó, thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái công việc làm ăn của cái người bính ngọ. Hữu quanh bính thân là chữ bính đồng hàng chứ. Bính đồng hàng, công việc thuận thành, nhiều hanh thông, tài lộc ok. Thiên can thân ngọ tự chủ bình hòa, không xung không hại, cũng không có tương hợp với nhau, cũng tốt đẹp luôn. Như vậy là tháng 7 chỉ cần phải để ý cái bổn mạng và sức khỏe của mình một tí xíu, nhưng mà cũng không đến nỗi là nguy nan tới bổn mạng. Tiếp tục là tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng trung thu là tháng Đinh Dậu. Tháng Đinh Dậu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là thủy của bổn mạng vẫn khắc tháng, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng không được tốt, cần cẩn trọng cái bổn mạng và sức khỏe, đặc biệt là những cái tai nạn bệnh nạn nhẹ, không có nguy nan tới bổn mạng. Thiên can thì như hồi nãy đã nói, bính đinh thì cùng hàng, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cho nên đây là một cái tháng tiếp tục tốt đẹp, cũng giống như tháng 7 là chữ bính của bính ngọ và chữ bính của bính thân là đồng hàng ha. Thì bây giờ bính đinh ở đây thì nó cũng đồng hàng với nhau, tại vì bính đinh là nạp âm của lành đều là hỏa hết. Địa chi thì lại không hơi không tốt đẹp một tí xíu, vì dậu ngọ thì nằm trong cái bộ tứ hành xung ha. Tí ngọ mão dậu, ngọ mão dậu nhưng mà cái này nó không thuộc chính xung, nên gia đạo tình cảm có chuyện buồn phiền, hoặc là có cái mối quan hệ xã hội trong công việc làm ăn có trục trặc, tuy nhiên là nó không quá lớn, cũng đừng có lo lắng gì. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, tháng 9 là tháng Mậu Tuất, tháng Mậu Tuất là một tháng ngọc. Như vậy thì xét về bản mệnh thì tháng này là một tháng sinh xuất bản mệnh, khi thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không tốt, phúc tinh và tài tinh sẽ suy yếu đi. Mậu bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của bính là hỏa, mậu là thổ, đây có thể là tháng bị suy hao tài lộc, bởi vì nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất ha. Bính hỏa sinh ra mậu thổ. Địa chi thì thật sự rất là tốt đẹp, khi người tuổi ngọ gặp tháng tốt là nằm trong bộ tứ hành xung dần ngọ tốt, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả các mối quan hệ trong công việc. Tháng này dễ gặp quý nhân hoặc là bạn bè giúp đỡ ở trong công việc của mình. Rồi tiếp tục là tháng 10, tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Kỷ Hợi. Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc, như vậy mệnh thủy của mình tiếp tục sinh sức mộc của tháng, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe và bổn mạng sẽ xấu, cần cẩn trọng một chút xíu. Khi mà bổn mạng và sinh xuất như thế này, phúc tinh sẽ suy yếu đi, tài tinh cũng suy yếu đi, cho nên là tháng này tiếp tục là một tháng cẩn trọng suy hao tài lộc, đặc biệt với cái thiên can kỷ bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nhưng bính thuộc hỏa, nạp âm ngũ hành của bính là hỏa, nạp âm của kỷ là thổ, đây là thiên can, nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất, dễ suy hao tài lộc nhỏ, hoặc là mình có chủ ý đầu tư ở trong cái tháng này. Hợi ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, cho nên tháng này có thể là gia đạo tình cảm có nhiều cái vui vẻ thuận thành. Tháng tiếp theo của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng 11 âm lịch, và tháng này là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng là thổ của tháng sẽ khắc thủy của bản mệnh. Tháng khắc bản mệnh thì bổn mạng và sức khỏe là không tốt, chắc chắn cẩn trọng bổn mạng sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn có thể phạm thân, nguy nan tới bổn mạng của các anh. Thiên can thì chữ bính của bính ngọ sẽ khắc chữ canh. Gọi là gì? Thiên can khắc tháng, công việc cẩn trọng, có kẻ phá toái, dễ bị kiện thương, vướng pháp luật ở trong cái tháng như thế này, vì cái địa chi nó lại nằm ở trong cái bộ tứ hành xung. Tý ngọ nằm trong bộ tứ hành xung, lại là chính xung, tý ngọ sát nhau mà, chính xung hay còn gọi là lục xung. Gia đạo tình cảm cẩn trọng những cái chuyện không vui, đặc biệt là các cái mối quan hệ làm ăn
với người nữ mà nhỏ tuổi hơn, coi chừng xảy ra thao túng hoặc là người ta lừa gạt tiền bạc của mình, cẩn trọng một chút xíu. Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu, tháng 12 âm lịch, tháng Chạp. Dĩ nhiên tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu thì tháng này cũng là một tháng Thổ của năm Thổ. À, cho nên xét về trụ mạng thì cũng không khác gì cái tháng 11 khi Thổ của tháng khắc bản mệnh Thủy. À, không tốt, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân. Thiên can thì chữ Bính hợp với chữ Tân. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc thuận thành hanh thông, dễ có tài lộc. Tháng này là tháng cuối cùng của năm, gom góp lại mọi thứ, đóng sổ, cho nên có thể là mình sẽ gom được nợ nần mọi thứ ở trong cái tháng này một chút xíu. Địa chi Sửu Ngọ nằm trong bộ nhị hại theo người miền Nam và lục hại theo người miền Bắc, cho nên gia đạo tình cảm hoặc là những cái chuyện trong mối quan hệ làm ăn cẩn thận, không có việc tốt đẹp. À, như vậy thì tháng 12 chỉ được có cái tài lộc và công việc thì ok, nhưng mà gia đạo tình cảm cũng như là bổn mạng không tốt đẹp cho lắm, các anh nhớ cẩn thận một tí xíu. Như vậy thì em đã chia sẻ với các anh về những cái kiến thức cơ bản về tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 cũng như vận hạn của những tháng còn lại của năm Tân Sửu. Bên cạnh rất nhiều khó khăn được thể hiện thì cũng còn đó một vài cái điểm sáng, đặc biệt ở những cái tháng tốt đẹp về bổn mạng như là tháng 9 ha. Tốt đẹp về công việc làm ăn như tháng 9 và tháng 12. Hy vọng rằng là những thông tin em vừa chia sẻ sẽ là cái hành trang nhỏ giúp các anh biết được là mình nên ứng dụng như thế nào ở một cái năm nhiều cái sự khó khăn, không chỉ về cái số phận bổn mệnh của mình mà cả cái vận thế của năm đang ở cái chiều hướng xấu, đặc biệt là trong cái thời đại mà Covid đang nhẫn nhơ ở ngoài kia, chưa biết chừng nào mà chấm dứt. Hy vọng rằng các anh ứng dụng nó để có một năm thật sự không có thất bại, dù thành công dù nhỏ cũng được, miễn không thất bại là được rồi, đúng không các anh? Các anh xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác trực tiếp và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây, đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh ở những video tiếp theo. Bye bye.